các bạn đã đến với channel YouTube và Tùng Ngọc và Chanh của mình. Mình chuẩn bị một bức tranh về thiên nhiên này, gồm có những cái cây đại cổ thụ nằm giữa một dòng sông này nhá. Và bây giờ mình sẽ tô màu cho bức tranh này, hãy cùng theo dõi quá trình mình tô màu cho bức tranh này nhá. Mình sẽ tô phần lá của những cái cây này trước. Đời này có vụ gì mà liên hoan? Bao nhiêu tháng đẹp để chọn chọn đúng cái tháng hồn này ăn. Bạch sống hùng đỏ à? Nhạt xịt gì? Mai Yến có khi được cho cút. Phần thưởng của em là rửa bát một tuần. Để anh nhắn thôi nhá. Yến thì đấy, không anh nhắn với nhóm đâu. Nghe anh Phương bảo anh khuyến khích rồi. Dùng một ít màu xanh nhạt tô cho phần lá. Đợt Tết năm ngoái ăn xong ở lại chơi game xuyên đêm. Thế mà hôm sau vẫn làm được. Và một ít màu xanh đậm hơn cho phần những bông cỏ ở dưới đó. Thêm một ít màu xanh nữa cho đám cỏ ở phía trên này nhé. Và dòng sông thì sẽ được mình sơn tô màu xanh dương này. Mình sử dụng màu xanh đậm này để tô màu cho cái thân cây. Và những thân cây thì mình sẽ tô màu nâu nữa. Bây giờ tô màu cho cây ớt với hai quả ớt này của mình. Đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Viên đá này thì mình sẽ tô màu xám. Xin chào tất cả các bạn.
bạn với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ cùng nói với các bạn một bức tranh, đó chính là một du khách đang ngồi bắt hồi trên cây lá hoa sùng. Chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay. Có kiếm được anh nào không mà chuẩn bị tỉ mỉ nhé. Và bức tranh phong cảnh về khu rừng này đã được mình hoàn thành rồi đó. Cảm ơn tất cả.